Hai ngày qua, sương mù bất ngờ bao trùm từ đồng ruộng tới nội ô nhiều tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ, gây khó khăn trong sản xuất lẫn di chuyển của người dân. Các phương tiện buộc di chuyển rất chậm, phải bật đèn xe bởi các xe di chuyển trên đường trong khoảng 30 đến 40 m gần như bị che khuất tầm nhìn. Tại Bạc Liêu của chúng ta thì những khu vực có nhiều cây xanh, tòa nhà cao tầng, lượng sương tạo thành từng lớp dày đặc khiến nhiệt độ giảm xuống giống như ở Đà Lạt. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, nắng mạnh, sương bắt đầu tăng, giao thông đã được thuận tiện hơn. Thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long sương mù dày đặc phủ khắp nhiều tuyến đường ở quận Cái Răng, quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt. Từ các tòa nhà cao tầng ở quận Cái Răng đến vùng gian sông Cần Thơ đều bị sương mù bao phủ. Do ngay khung giờ phụ huynh đưa con đi học, phương tiện lưu thông đông nên phải bật đèn. Trước hiện tượng sương mù quá dày, nhiều nhà nông trồng qua và các loại nông sản phục vụ thị trường Tết và sau Tết ở quận Cái Răng cảm thấy bất an. Còn tại An Giang, sương mù bao phủ với mức độ lớn có thể dẫn đến nguy cơ bị đạo ôn trên lúa, khuyến cáo bà con nông dân lên lịch thăm đồng để phòng ngừa dịch hại.